Mạnh Quỳnh tá hỏa khi phát hiện Đức Hiếu sẽ làm điều này trong live show Nhớ Nhung. Còn 5 ngày nữa Mạnh Quỳnh sẽ có mặt tại Việt Nam để tham gia live show Nhớ Nhung. Cho dù anh đang rất hồi hộp khi trở về Việt Nam, nhưng cũng chẳng thể giấu được nỗi buồn khi người tình sân khấu 22 năm đã ra đi mãi mãi. Các năm trước đây, mỗi khi Mạnh Quỳnh về nước biểu diễn, Phi Nhung là người thức đến 2 giờ khuya để lái xe ra sân bay đón Mạnh Quỳnh. Trong tay Phi Nhung cầm một bó hoa và nở một nụ cười thật tươi, khoát tay anh thân thiết. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời anh nữa. Khi anh trở về nước năm nay, các con Phi Nhung sẽ thay mẹ ra sân bay, đón người tình sân khấu của mẹ. Đức Hiếu và ba chị gái cũng đã bàn bạc về kế hoạch ra sân bay đón Mạnh Quỳnh. Như thường lệ, các con nuôi Phi Nhung thường tụ họp bên bàn thờ Phi Nhung để trò chuyện với mẹ. Biết tên Mạnh Quỳnh đang biểu diễn bên Úc và chuẩn bị về Việt Nam, Đức Hiếu ngước nhìn lên di ảnh mẹ, sau đó nói với ba chị gái trong ánh mắt tập trung. Các chị ơi, chỉ còn 5 ngày nữa chú Quỳnh sẽ về nước rồi. Năm nay mẹ không còn nữa, chị em mình cùng bàn bạc kế hoạch ra sân bay đón chú nhé. Chú Quỳnh là bạn thân tri kỷ 22 năm với mẹ, cũng giống như người bố của chị em mình. Em nghĩ nếu chú về nước một mình không có ai ra đón, chú sẽ hụt hẫn và buồn lắm. Theo em, chị em mình sẽ thức đến 2 giờ sáng để đợi chú về. Ba chị em mình sẽ tặng chú một bó hoa giống như các năm trước mẹ tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng chú. Các chị nghĩ như thế nào? Quỳnh Trang nhìn Đức Hiếu mỉm cười và nói, Đức Hiếu à, em còn trẻ mà nghĩ được như vậy, chắc mẹ dưới suối vàng sẽ vui lắm. Chị có lời khen đồng ý với ý kiến của em. Năm nay chú Quỳnh về nước sông ca cùng ba chị em mình. Vì vậy mấy chị em mình phải quan tâm trò chuyện với chú để chú bớt cảm thấy buồn và hụt hẫng nha. Hàng ngày chị em mình sẽ thay mẹ nấu cơm mang đến cho chú ăn, mời chú đến quán chay để ăn món tâm huyết của mẹ nữa. Mẹ không còn nữa, nhưng chị em mình phải là người thay mẹ vì chú Quỳnh như là người cha của chị em mình. Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng đồng ý với ý kiến của Quỳnh Trang và bốn chị em ôm nhau trong không gian ấm cúng của một ngôi nhà nhỏ. Có lẽ đất của Phi Nhung để lại đã giúp cho các con trưởng thành hơn trong cuộc sống. Chắc chắn khi Mạnh Quỳnh trở về nước sẽ vô cùng hạnh phúc khi được các con chào đón tại sân bay.